Đêm trước chung kết đại hội luyện dược sư, Tiêu Viêm đột nhiên bị ám sát, may mắn được Hai Ba Đồng kịp thời ra tay cứu giúp. Mà lúc đám người Hai Ba Đồng đi điều tra thân phận của Viêm Lợi thì lâm vào cạm bẫy do đối phương bố trí. Cùng lúc đó, Hoàng Thất Gia Yến cũng lọt vào tập kích của Khôi Lỗi Xuất Vân Đế Quốc. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Viêm kịp thời xuất hiện. Nam chính lấy thân một mình cùng với mấy chục tên thích khách giao thủ, vừa giết địch vừa bảo vệ cho tiểu công chúa Yêu Nguyệt. Một mình không thể đối phó hết cả đám nên hắn liền ném giải độc đan cho nàng cùng với những người khác. Biết được Nhã Phi không xuất hiện tại đây nên Tiêu Viêm cũng an tâm phần nào. Sau khi giải độc đan tới tay Mộc Chiến thì hắn lại đa nghi hỏi lại một lần nữa. Nhân cơ hội đó, bọn chúng lập tức tấn công, kết quả là lọ giải độc đan bị phá hủy. Tiêu Viêm chú ý tới hai tên thích khách, ngoại hình của bọn chúng trông khác hẳn với những kẻ còn lại. Thay vì hoa văn màu đỏ như những kẻ khác thì hai tên đó lại có màu xanh. Hơn nữa cũng không có dấu hiệu động thủ mà chỉ đứng một chỗ chỉ huy. Về phần ba người Hai Ba Đồng, Pháp Mã cùng với Sa Hình Thiên, bọn họ vẫn còn đang dây dưa với Viêm Lợi. Gã ta lên tiếng mỉa mai, đấu hoàng của Sa Mã Đế Quốc chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Ngay lập tức, Sa Hình Thiên liền bộc phát công lực khiến đám khói độc tan biến. Hai Ba Đồng lao tới bóp cổ Viêm Lợi treo lơ lửng. Mọi người đều rõ rằng, những thủ đoạn này đối với cường giả đấu hoàng đều không có tác dụng. Vậy nhưng, mục đích của Viêm Lợi không chỉ có vậy. Tới nước này cũng không cần che giấu nữa. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, đó chính là bại lộ thân phận để hấp dẫn sự chú ý của các cường giả như Hai Ba Đồng. Đây hiển nhiên là kế ly gián. Năm nay hoàng thất cho một cung điện vắng vẻ mở tiệc chiêu đãi luyện dược sư dự thi, ngoại trừ mấy tên thị vệ hoàng thất. Ngay cả một cường giả đấu linh làm hộ vệ cũng không có, cho nên sẽ không có ai ngăn cản được đám thích khách được phái đi. Nơi đó chính là nơi hội tụ của các luyện dược sư trẻ tuổi kế xuất. Nếu tất cả đều táng mạng thì luyện dược sư công hội của Sa Mã Đế Quốc mấy chục năm sau sẽ không có người kế thừa. Nghe vậy, Pháp Mã vội vàng định quay về, vậy nhưng Sa Hình Thiên cùng Hai Ba Đồng lại không có chút nào ngạc nhiên. Hiển nhiên là Sa Hình Thiên đã có chuẩn bị. Quay trở lại với đại tiệc, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Đã có rất nhiều luyện dược sư không có sức phản kháng bị giết chết. Yêu Nguyệt công chúa hoang mang cực độ, lần này xong rồi, e là phải về với đất mẹ rồi. Còn Tiêu Viêm tuy thực lực mạnh mẽ vậy nhưng số lượng quân địch quá đông. Hơn nữa, hắn còn trở thành mục tiêu chính bị công kích. Bảo vệ bản thân đã khó, phân tâm bảo vệ người khác lại càng khó hơn nữa. Đúng lúc Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh sắp đi đời thì Yêu Dạ công chúa xuất hiện. Một người một ngựa dẫn theo đội quân lao tới giải vây. Đám thích khách bị giết gọn một cách nhanh chóng. Tới nước này, bọn chúng bắt buộc phải sử dụng chiều cũ là tự bạo thân thể. Yêu Nguyệt vì chân yếu tay mềm bị đối thủ bám lấy không thể tách ra nên suýt cho thành món thịt nướng. Và thế là Tiêu Viêm lại một lần nữa chiếm được tiện nghi giải cứu mỹ nhân. Lúc này chỉ còn lại một tên chỉ huy cuối cùng nữa, hắn điều khiển đám sát thủ lao tới gần các binh lính rồi tự bạo. Nhận ra điều này, Tiêu Viêm cùng Yêu Dạ lập tức phối hợp ăn ý giải quyết tên thủ lĩnh. Sau khi tên thủ lĩnh bị giết thì những tên khác cũng đồng loạt ngã xuống. Quay trở lại với ba người Sa Hình Thiên. Lão lên tiếng giải thích, Xuất Vân Đế Quốc đến đây mưu đồ làm loạn sao có thể giấu được tài mắt của lão. Lúc mà đại hội luyện dược sư còn chưa bắt đầu, Sa Hình Thiên đã nhìn thấu âm mưu nên đã sớm lên kế hoạch phía sau rồi. Tuy lần này hốt gọn được một mẻ, vậy nhưng thiệt hại cũng không phải là ít. Tên Viêm Lợi thấy vậy liền biến trở lại bộ sáng lao lì. Sa Hình Thiên định ra tay tiễn hắn ta về với tổ tiên thì Pháp Mã ngăn lại. Giết hắn thì dễ dàng, nhưng hắn đã chuẩn bị. Nếu hắn chết, tin tức luyện dược sư công hội Sa Mã vì thao túng quán quân đại hội nên đã âm thầm sát hại người dự thi sẽ được lan truyền ra khắp những đế quốc khác. Đến lúc đó, danh dự của luyện dược sư công hội sẽ bị mất hết. Tuy Viêm Lợi ngụy trang tham gia, vậy nhưng hiện tại hắn còn tự tay phá hủy phục dung đàn, loại đan dược duy nhất có thể làm cho hắn ta khôi phục tướng mạo. Hiện tại đã không còn cách nào kiểm chứng nên một khi có chuyện xảy ra sẽ không thể giải thích chân tướng với công chúng. Cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở việc là dạy dỗ cho Viêm Lợi một trận, nhưng nếu như bại trận thì kết cục sẽ khác. Tuy nhiên, Viêm Lợi vẫn rất tự tin. Hắn đánh giá Tiêu Viêm rất cao, cũng cho rằng chỉ có Tiêu Viêm mới đủ khả năng tranh giành chức quán quân mà thôi. Nói rồi hai bên chào tạm biệt nhau rồi hẹn gặp lại. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Mộc Chiến vì bàn nãy mất hết sức lực nên đành phải bó tay và bị Yêu Dạ cùng Yêu Nguyệt trách móc một trận. Về phần Tiêu Viêm, màn trình diễn bàn nãy vừa rồi cũng khiến một người có tính cách nội liễm như Yêu Dạ cũng phải tán thưởng. Từ lúc Yêu Dạ xuất hiện, Tiêu Viêm cũng nhận ra rằng nàng ta đã sớm biết hết kế hoạch tối nay của Xuất Vân Đế Quốc để xuất hiện đúng lúc. Nghe vậy, Liễu Linh tức giận, lấy hắn cùng với những người khác để làm mồi nhử, đúng là âm hiểm. Không còn chuyện gì nữa, Tiêu Viêm lập tức cáo từ rời đi. Vừa ra tới gần cửa liền gặp ngay Hai Ba Đồng cùng với Sa Hình Thiên đi vào. Sa Hình Thiên có ý định lôi kéo nhưng bị Hai Ba Đồng cắt ngang. Hai Ba Đồng thông báo Pháp Mã muốn gặp Tiêu Viêm.
Thông qua đoạn trò chuyện của hai người, Pháp Mã cũng biết rằng Tiêu Viêm rất muốn giành lấy vị trí quán quân. Nghe vậy, hắn cũng không giấu giếm. Dược phương của Dung Linh Đan đối với hắn rất quan trọng. Đó chính là mục đích duy nhất mà hắn tham gia. Bản thân Pháp Mã rất đề cao Tiêu Viêm. Về phần Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh, tuy cả hai đều không tầm thường nhưng mà vẫn có khuyết điểm lớn. Tiêu Viêm thì ngược lại, trước giờ Pháp Mã vẫn chưa thể nhìn thấu được toàn bộ thực lực của hắn. Viêm Lợi cũng vậy, trận thi đấu vừa rồi có lẽ hắn ta cũng ẩn giấu phần lớn thực lực. Vừa nghĩ tới Viêm Lợi liền khiến Tiêu Viêm mất bình tĩnh, không những không thể làm gì hắn, hơn nữa luyện dược sư còn để lại một đối thủ khó chơi. Ngay lúc này có cơ hội lại chẳng ra tay, để rồi bị kẻ địch đùa giỡn một phen. Cái này chẳng khác nào là áp lực đè thêm áp lực. Bây giờ còn gọi Tiêu Viêm tới để cầu tình giúp đỡ, do đó Tiêu Viêm không tức giận mới là lạ. Trận đấu ngày mai so với khảo hạch trước đó hoàn toàn khác, đó là khảo nghiệm bản lĩnh thực sự cùng át chủ bài của thí sinh. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều phải tự mình chuẩn bị. Ai luyện chế đúc đan dược phẩm chất cao hơn thì chính là người thắng sau cùng. Theo suy đoán của Pháp Mã thì Viêm Lợi nhất định có nắm giữ dược phương của tứ phẩm đan dược. Lấy thân phận của hắn ta chắc chắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nói rồi lão đem ra cuốn dược phương cho Tiêu Viêm xem. Tiêu Viêm cũng không nói nhiều, liền mở ra xem thử. Đây là bản thảo của Tam Văn Thanh Linh Đan, tứ phẩm đan dược, tổng cộng 3 loại phẩm giai. Mỗi một lần tăng thêm một phẩm giai thì sẽ hình thành thêm một vòng đan văn trên thân đan. Đủ 3 vòng tức là Tam Văn Thanh Linh Đan, cấp bậc cao nhất. Về tác dụng, kể cả là phẩm giai bình thường cũng có thể giúp cường giả đấu sư trực tiếp đột phá lên đại đấu sư. Tác dụng tốt luôn đi kèm với độ khó cao. Muốn luyện chế thành công cần có 3 loại hỏa diễm khác nhau. Chuyển hóa giữa 3 loại hỏa diễm nhất định phải đạt tới trình độ thành thạo. Hiện tại, lão đã chuẩn bị đủ 2 phần dược liệu cho Tam Văn Thanh Linh Đan. Dù phần trăm chiến thắng không nhiều, nhưng lão vẫn có hy vọng. Và tới đây thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!